thành phố Atlantis, truyền thuyết hay thực tế? Trong hàng ngàn năm, thành phố Atlantis đã thu hút trí tưởng tượng của loài người. Nhưng liệu đó chỉ là truyền thuyết hay có sự thật ẩn giấu dưới lòng đại dương? Atlantis, một thành phố huyền thoại bị chìm xuống biển đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới. Nguồn gốc truyền thuyết Atlantis. Truyền thuyết về Atlantis bắt đầu từ khoảng năm 360 khi nhà triết học Hy Lạp Plato lần đầu tiên đề cập đến thành phố này trong tác phẩm Timaeus và Critias. Theo Plato, Atlantis là một nền văn minh hùng mạnh, với sức mạnh vượt trội và nền văn hóa tiên tiến. Tuy nhiên, do sự suy đồi của người dân, Atlantis đã bị các vị thần trừng phạt và chìm xuống đại dương trong một đêm định mệnh. Trong hàng thế kỷ, nhiều nhà thám hiểm và nhà khoa học đã tìm kiếm Atlantis. Một số người tin rằng Atlantis nằm ở đâu đó trong đại tây dương, gần địa trung hải, hoặc thậm chí ở Nam Cực. Các lý thuyết đã chỉ ra rằng một thảm họa thiên nhiên, chẳng hạn như sóng thần hoặc núi lửa, có thể đã nhấn chìm cả thành phố. Một số giả thuyết khác cho rằng Atlantis có thể là một sự ẩn dụ, là bài học đạo đức mà Plato muốn truyền tải, hơn là một nơi có thật. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể chứng minh sự tồn tại của Atlantis, nhưng nhiều cuộc khai quật khảo cổ và nghiên cứu đại dương đã tiết lộ những di tích ấn tượng dưới nước. Một trong những địa điểm gây tranh cãi nhất là gần đảo Santorini, nơi một cuộc phun trào núi lửa khổng lồ đã nhấn chìm một nền văn minh cổ đại vào khoảng 3.600 năm trước. Ở Bahamas, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy cấu trúc đá kỳ lạ dưới nước, được gọi là Bimini Rock. Nhiều người cho rằng đây có thể là phần còn lại của Atlantis. Tuy nhiên, bằng chứng về sự liên kết vẫn còn gây tranh cãi. Vậy liệu Atlantis chỉ là một huyền thoại hay thực sự đã từng tồn tại? Có thể Atlantis không bao giờ có thật, nhưng nó vẫn tồn tại trong trí tưởng tượng và văn hóa nhân loại, như một biểu tượng của sự tiến bộ và sự suy tàn của các nền văn minh. Dù sự thật là gì, bí ẩn về Atlantis vẫn chưa có lời giải đáp, và sự khao khát khám phá của loài người vẫn tiếp tục đưa chúng ta đến những câu hỏi không có hồi kết. Còn bạn, bạn nghĩ gì về Atlantis? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận và cho chúng tôi biết. Bạn tin rằng Atlantis chỉ là truyền thuyết hay thực sự từng tồn tại? Đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục khám phá những bí ẩn khác của thế giới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.